rắc văn rắc đặc sắc ngày thuật tây tiên lớp văn thầy nhập nhận xét tạo nghệ thuật của quan dũng với phương pháp tạo hình đa dạng đã dựng nên một trang thiên nhiên tây bắc hùng vĩ thơ mộc và hình ảnh của người lính tây tiên với những đường nét khỏe khoắn mạnh mẽ bút pháp hiện thực kết hợp lãng mạn đặc chất bi tráng tạo nên giọng điệu riêng chất thơ quan dũng bao nhiêu sáng tạo về hình ảnh ngôn ngữ độc đáo vừa có nét cổ kính vừa mới lạ hình ảnh thơ sáng tạo mang sắc thái thẩm mỹ phong phú ngữ thơ đã sắc thái phong cách trang trọng cổ kính sinh động gợi ta gợi ca có những kết hợp từ độc đáo nhờ chơi với mái châu mùa em tên địa danh vừa cụ thể xác thực vừa gợi cảm giác lạ lắm sống đi tha thiết bồi hồi khi hồn nhiên vui tươi khi con khuôn ngoan mát khi trang trọng khi trầm lặng được xem là một thi phẩm sâu sắc gần như đã kết sự bản định về nghệ thuật như đã đến sự toán bách về nghệ thuật.